Hôm nay là ngày thứ sáu sau thứ tư lễ tròn. Đứng dưới ánh nắng mỗi ngày một lan rộng hơn, và với tiếng kèn trumpeter dạo đầu của ca khúc Silencio, tôi thân ái mến chào tất cả các bạn và mời các bạn cùng lắng nghe lời Chúa theo Tin Mừng Thánh Luca chương 9 từ câu 22 tới 25 cùng bài suy niệm sau đây. Khi ấy Chúa Giêsu sang miền Giê-sa-rê-nô, các môn đệ Gioan đến gặp người mà hỏi: "Tại sao chúng tôi và những người biệt phái thì dự chay, còn môn đệ của ngài lại không?" Chúa Giêsu nói với họ: "Làm sao các khách dự tiệc cưới có thể buồn rầu khi tân lang đang còn ở với họ? Rồi sẽ có ngày tân lang ra đi, bây giờ họ mới dự chay." Các bạn thân mến, chúng ta đang cùng nhau bước vào ngày thứ sáu đầu tiên của mùa chay. Trong suốt thời gian này, giáo hội mời gọi các tín hữu hãy sống chay thịnh, sám hối để chuẩn bị đi tới mừng lễ phục sinh. Sách Kinh Thánh Cựu Ước cũng đã thường xuyên nhắc tới việc chay tịnh. Chẳng hạn như vua David ăn chay để cầu nguyện cho đứa con khỏi ốm bệnh. Từ triều đình đến thường dân, thành Ninive đã đáp lại lời mời gọi của tiên tri Jonah nên ăn chay và sám hối để thoát khỏi tai họa. Rồi bước sang thời Tân Ước, Gioan Tẩy Giả cũng ăn chay và sống khổ hạnh trong sa mạc để chuẩn bị loan báo Đức Giêsu đến. Cho đến khi Đức Giêsu xuất hiện, ngài đã khởi đầu sứ vụ loan báo tin mừng bằng việc chay tịnh và cầu nguyện 40 đêm ngày trong hoang địa sau khi chịu phép thánh tẩy. Không những thế, ngài thường xuyên nhắc các môn đệ phải ăn chay, cầu nguyện, và ngài còn cảnh báo các ông nếu muốn trừ được quỷ và sử dữ thì phải ăn chay và cầu nguyện. Thưa các bạn, đoạn Kinh Thánh hôm nay cũng nhắc nhở cho chúng ta về những gì mà Chúa Giêsu đã nói: sẽ có ngày chàng rể bị đem đi khỏi họ, rồi họ sẽ kiêng ăn. Tin Mừng Thánh Matthew chương 9 câu 15. Như vậy, chúng ta thấy việc ăn chay không chỉ là việc tuân theo một quy tắc mà chúng ta cần phải tuân theo, mà trên hết chúng ta muốn có một trải nghiệm đầy ý nghĩa của hy sinh trong mùa chay, và nhất là cần phải phát triển bản thân nhiều hơn nữa về mặt thiền định. Để tìm kiếm được ý nghĩa thực sự của việc ăn chay, sám hối, chúng ta cũng hãy tự hỏi mình câu hỏi sau đây: chúng ta nên ăn chay như thế nào, bằng cách nào? Trong bài đọc thứ nhất của thứ sáu hôm nay đã chỉ ra cho chúng ta ý nghĩa của việc ăn chay mà Chúa muốn nhắn gửi tới mỗi người chúng ta, là hãy chia cơm cho người nghèo đói, rước vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ, thấy ai mình trần thì cho áo che thân, không ngoảnh mặt làm ngơ trước những người anh em cốt nhục. Cách ăn chay mà Chúa ưa thích nhất là mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc, trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi gông cùm. Có như thế thì ánh sáng của ngươi sẽ bừng lên như rạng đông, vết thương ngươi sẽ mau lành, đức công chính ngươi sẽ mở đường đi phía trước, và vinh quang của Thiên Chúa sẽ bao bọc phía sau ngươi. Sách Tiên Tri Isa chương 58 từ câu 7 tới câu 8. Thiên Chúa thực sự luôn mong đợi nơi mỗi người chúng ta là luôn có một tình yêu đích thực, một tình bác ái huynh đệ khi đối xử với tha nhân, những người anh em của mình. Thực vậy, thưa các bạn, nhờ việc ăn chay theo cách thức mà Thiên Chúa chỉ dẫn cho chúng ta mới có thể khám phá ra được hình ảnh của Thiên Chúa trong chúng ta cũng như trong tha nhân, người anh em của chúng ta. Để từ đó cuộc sống đức tin của chúng ta
càng ngày càng có chiều sâu hơn, giúp chúng ta cảm nhận được một cách rõ ràng hơn tình yêu thương của Thiên Chúa đối với mỗi người chúng ta, cũng như đối với tha nhân của chúng ta. Để từ đó, con người chúng ta có thể sống yêu thương nhau nhiều hơn như lòng mong ước của Thiên Chúa. Chúng ta có biết không là vào mỗi mùa chay, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô thứ hai thường đưa ra một thông điệp với nội dung như sau: cho thì có phúc hơn là nhận. Và với thông điệp này, Đức Thánh Cha muốn giúp chúng ta tái khám phá ra chiều kích của đức bạc ái trong việc ăn chay, chuẩn bị cho chúng ta một tấm lòng sâu xa hơn để chúng ta xứng đáng đón nhận lễ phục sinh. Sau hết, chúng ta cùng xin Chúa giúp cho mỗi người chúng ta sống mùa chay năm này một cách nghiêm túc theo lời mời gọi của Tin Mừng, để nhờ đó chúng ta được hân hoan tiến bước theo Chúa trên hành trình tiến đến dự tiệc vui nước trời. Chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc tất cả các bạn có thêm được một ngày mới được tràn đầy an vui.